Cô xin chào các em học sinh lớp 3. Hãy cùng cô theo dõi tiết học trực tuyến hôm nay với chủ đề 1, làm quen với người bạn máy tính. Đầu tiên là hoạt động tìm hiểu kiến thức. Các em đã thấy máy tính chưa? Và có biết công dụng của máy tính là gì không? Như các em đã biết, máy tính dùng để học tập, làm việc, xem phim, nghe nhạc. Tiếp theo là máy tính dùng để soạn thảo văn bản, chơi game, tìm kiếm thông tin về du lịch. Và cuối cùng là sử dụng máy tính để vẽ. Các em có biết máy tính có các thành phần chủ yếu nào không? Nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Máy tính gồm có thùng máy, màn hình, bàn phím và cuối cùng là chuột máy tính. Các em hãy cùng cô tìm hiểu về quy trình xử lý thông tin của máy tính như thế nào nhé. Từ thiết bị nhập như là bàn phím, chuột máy tính, đưa dữ liệu vào máy tính. Sau đó máy tính sẽ xuất dữ liệu ra thiết bị xuất như là màn hình, máy in. Tiếp theo, các em hãy cùng tìm hiểu về các thiết bị ngoại vi. Các em hãy xem hình để biết được thiết bị ngoại vi là gì nhé. Đầu tiên là bàn ghi chuột trên máy tính xách tay, bút từ của máy tính bảng và tai nghe. La và máy chiếu. Tiếp theo là hoạt động em có viết. Dưới đây là các loại máy tính. Các em có biết tên các loại máy tính này không? Như các em đã biết, đầu tiên đó là máy tính xách tay hay còn gọi là laptop. Thứ hai là điện thoại thông minh, smartphone. Thứ ba là máy tính bảng, tablet, thiết bị đọc sách điện tử, máy nghe nhạc, máy chủ server và siêu máy tính, supercomputer. Ở đây máy chủ và siêu máy tính là thiết bị cho phép nhiều máy tính truy xuất vào dữ liệu mà nó lưu trữ. Các em mở sách giáo khoa trang 7 và cùng cô tham gia hoạt động trải nghiệm nhé. Câu hỏi 1. Đúng ghi đờ, sai ghi ép và ô trống. Câu A. Bàn phím máy tính dùng để nhập các ký tự vào máy tính. Câu B. Thiết bị ngoại vi là các thiết bị được gắn sẵn trong thùng máy. Câu C. Máy tính chỉ có một thiết bị xuất duy nhất là màn hình. Câu D. Tuy có sự hỗ trợ từ máy tính, nhưng em vẫn cần phải học bài và làm bài thật tốt. Các em có 30 giây để làm bài tập này. Giờ các em cùng xem đáp án nhé.
mừng các em nào đã làm đúng các câu hỏi này. Còn các bạn nào làm sai thì sửa lại nhé. Tiếp hợp câu hỏi 2. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống ở các câu sau. Câu A. Một số thiết bị ngoại vi của máy tính gồm có. Câu B. Để gửi thông tin vào máy tính, ta có thể dùng các. Câu C. Thiết bị xuất hiển thị kết quả xử lý của máy tính cho ta xem có tên là. Câu D. Gia đình em dùng máy tính ở nhà để. Các em có 2 phút để làm bài tập này. Giờ các em cùng cô xem đáp án nhé. Chúc mừng bạn nào đã hoàn thành tốt các câu hỏi này. Các bạn nào còn thiếu thì điều chỉnh lại giùm cô nhé. Nào chúng ta cùng đến với hoạt động thực hành. Câu 1. Theo em, loa là thiết bị nhập hay thiết bị xuất? Tại sao? Các em có 30 giây để làm bài tập này. Giờ các em cùng xem đáp án nhé. Chúc các em nào đã làm đúng câu hỏi này. Câu 2. Nối các ý tương ứng với nhau dưới đây. Các em sẽ nối tên của thiết bị tương ứng với cái hình của thiết bị đó và nối với thiết bị nhập hay là thiết bị xuất. Các em có 30 giây để làm bài tập này.
Giờ các em hãy xem đáp án nhé. Chúc mừng các em nào đã làm đúng câu hỏi này. Tiếp theo, hoạt động khám phá và chia sẻ. Em hãy quan sát hình bên và trả lời các câu hỏi sau. Thiết bị này thường được dùng để làm gì? Ta có thể dùng thiết bị này để làm gì? Đây là thiết bị nhập hay thiết bị xuất? Tại sao? Em hãy kể tên một vài thiết bị nhập hoặc thiết bị xuất mà em biết. Các em có 2 phút để làm bài tập này. Nào, chúng ta cùng xem đáp án. Chúc mừng các em nào đã hoàn thành tốt câu hỏi này nhé. Chúng ta tiếp tục cùng trả lời các câu hỏi ôn luyện kiến thức hôm nay mình đã học nhé. Câu 1. Loại máy tính nào phải luôn luôn kết nối với nguồn điện để làm việc? A. Máy tính bảng. B. Máy tính xách tay. C. Máy tính để bàn. D. Điện thoại thông minh. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xem đáp án với cô nhé. Câu 2. Loại máy tính nào có thể giữ trong lòng bàn tay của em và có thể sử dụng bằng cách chạm vào màn hình bằng ngón tay hoặc sử dụng bút từ? Câu A. Máy tính xách tay. Câu B. Calculator. Câu C. Máy tính để bàn. Câu D. Máy tính bảng. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xem đáp án nha.
Câu số 3. Loại máy tính nào thì không dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác? Câu A. Máy tính xách tay. Câu B. Máy tính để bàn. Câu C. Điện thoại thông minh. Câu D. Máy tính bảng. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xếp án nhé. Câu số 4. Em hãy cho biết thiết bị nào là một máy tính di động. Câu A. Máy tính để bàn. Câu B. Máy in. Câu C. Bàn phím. Câu D. Máy tính xách tay. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng share đáp án nhé. Câu số 5. Em hãy cho biết ảnh nào dưới đây là ảnh của một máy tính bảng. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng cô xem đáp án nha. Câu số 6. Theo em, các loại máy tính nào cần có bàn phím và chuột riêng biệt? Câu A. Máy tính xách tay. Câu B. Máy tính bảng. Câu C. Máy tính để bàn. Câu D. Điện thoại thông minh. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xem đáp án với cô nhé. Câu số 7. Em hãy cho biết thiết bị nào dưới đây cho phép nhiều máy tính truy xuất vào dữ liệu mà nó lưu trữ. Câu A. Màn hình. Câu B. Máy in. Câu C. Máy chủ. Câu D. Ổ đĩa cứng. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xem đáp án với cô nhé. Câu số 8. Em hãy cho biết lựa chọn nào dưới đây là phần cứng máy tính. Câu A. Màn hình. Câu B. Pen. Câu C. Microsoft PowerPoint. Câu D. Microsoft Word. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xem đáp án với cô nhé. Câu số 9. Em hãy cho biết thiết bị nào là máy tính dễ di chuyển, gồm một phần cứng duy nhất có màn hình cảm ứng hoặc đa cảm ứng thay vì sử dụng một bàn phím riêng biệt. A. Máy tính xách tay. Câu B. Netbook. Câu C. Máy tính bảng. Câu D. Điện thoại thông minh. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xem đáp án với cô nhé. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô chúc các em luôn học tập tốt. Và hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo nhé.